Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết tất cả các vùng miền của nước ta. Kính thưa quý vị, sau khi di chuyển vào khu vực vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sau đó áp thấp di chuyển vào đất liền, đi sang khu vực Nam Lào suy yếu tan đi. Tuy nhiên, đới gió đông nam ẩm sau khi áp thấp nhiệt đới tiếp tục đẩy vào, vì thế khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị vẫn có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 100mm. Còn với khu vực tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa vừa mưa to. Vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng gián đoạn trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị thì khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ ở thượng lưu các sông từ 2 cho đến 4 mét, hạ lưu từ 1 cho đến 2 mét. Trong đợt lũ này thì nước đỉnh lũ lên trên các sông suối nhỏ, các sông thượng lưu có khả năng lên mức báo động 1. Đỉnh lũ hạ lưu các sông chính còn ở dưới mực báo động 1. Ở miền Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, vì thế một lớp ẩm dày từ mặt đất lên tới độ cao 5.000 mét. Dưới tác động của lớp ẩm dày này thì cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa nhiều nơi. Khoảng thời gian chiều tối, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều điểm có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Trong đó lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 cho đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Các tỉnh miền Bắc thì chịu ảnh hưởng bởi đới gió Đông Nam sau áp thấp nhiệt đới đưa một lượng ẩm lớn từ biển vào, vì thế cả miền Bắc sẽ có mưa nhiều. Trong đó khu vực đồng bằng ven biển cũng như tỉnh Hòa Bình sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Các nơi khác của miền Bắc, trời mưa nắng gián đoạn. Trên biển, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, có gió đông đến Đông Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Nam mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho 4 mét, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét, biển động. Thưa quý vị, sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các vùng đất liền nước ta trong ngày 17 tháng 7. Những ngày tới ở thủ đô Hà Nội, dự báo nhiệt độ sẽ duy trì ở mức từ 24 đến 32 độ. Tuy nhiên, từ ngày 17, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Do chịu ảnh hưởng của nhiệt đới gió Đông Nam liên tục dồn mây ẩm từ trong đất liền vào, mưa rào rải rác sẽ thường xuyên lặp lại. Đợt mưa lần này sẽ duy trì ít nhất là đến ngày 19. Trong 2 ngày cuối tuần thì mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, một đợt mưa mới có khả năng diễn ra trở lại từ ngày thứ 2 của tuần tới. Diễn biến về đợt mưa này trong những ngày tới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, nhiệt độ ban ngày từ 31 đến 32 độ, mưa có khả năng diễn ra ở một số khu vực về chiều. Lưu ý trong khoảng ngày tới, mưa có xu hướng gia tăng từ ngày cho đến ngày 19. Khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 31 đến 32 độ trong ngày 17. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Lưu ý là mưa rào rải rác thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Diễn biến ngắt quãng và rải rác trong những thời gian tới có mưa to thường diễn ra về đêm. Trong những ngày tới, khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, buổi sáng nhiều mây và có nắng đan xen. Về trưa và chiều sẽ có mưa rào và rải rác. Vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 1 đến 2 độ, ban ngày ở mức từ 31 đến 32 độ, về đêm là từ 24 cho đến 25 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm khoảng 1 độ một ngày, mưa rào rải rác có xu hướng gia tăng trong ngày 17 và ngày 18. Khu vực Hải Dương, khu vực Hải Phòng, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhẹ 1 độ, ban ngày có khả năng tăng lên mức 31 đến 32 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ khoảng 1 độ một ngày, mưa sẽ diễn ra rải rác trong ngày. Trong ngày có khoảng nắng đan xen. Từ ngày 17, mưa sẽ có xu hướng gia tăng. Đợt mưa lần này sẽ gia tăng liên tục đến ngày 19. Những ngày sau thì mưa có xu hướng giảm, tuy nhiên mưa rào rải rác đồng thời có nắng đan xen vẫn duy trì trong nhiều ngày sau đó. Đối với khu vực Thái Nguyên, trong ngày nhiệt độ ban ngày vẫn ổn định ở mức từ 31 cho đến 32 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ khoảng 1 độ một ngày, mưa vừa mưa to thường xuyên lặp lại. Lưu ý từ ngày 17 đến ngày 19, cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to. Mưa lớn trong ngày đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.
Ở các khu vực ven sông, khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, nhiệt độ ban ngày vẫn ổn định ở mức cao từ 31 đến 32 độ. Từ ngày 17, nhiệt độ có thể giảm nhẹ khoảng 1 độ. Mưa rào rải rác về chiều tối, đồng thời là ban ngày có khoảng nắng đan xen, với trạng thái này còn duy trì trong nhiều ngày tới. Lưu ý cao điểm về mưa có khả năng diễn ra trong ngày 18. Diễn biến về đợt mưa này trong những ngày tới sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Khu vực Lào Cai, Yên Bái, nhiệt độ có phần nhỉnh hơn, dao động ở mức từ 32 cho đến 33 độ. Từ nay cho đến ngày 19 và những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ 1 đến 2 độ. Trạng thái mưa về đêm và sáng sớm sẽ thường xuyên lặp lại. Về trưa và chiều nhiều mây và có nắng đan xen. Đối với khu vực Sơn La, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 27 đến 28 độ trong ngày 17 và những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ khoảng 1 độ. Mưa có khả năng diễn ra ở một số ít khu vực về chiều trong ngày 17. Lưu ý trong ngày 18 và ngày 19, cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Lưu ý đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Khu vực Điện Biên, khu vực Lai Châu, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 31 cho đến 32 độ trong ngày 17 và những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Trong ngày thì mưa có xu hướng giảm, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra vài nơi về trưa. Lưu ý từ chiều ngày 17, mưa sẽ gia tăng trở lại và gia tăng trong những ngày sau đó. Xuống đến thời tiết khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trạng thái mưa vừa mưa to sẽ liên tục xảy ra đến hết ngày 18, cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to. Mưa lớn trong nhiều ngày đất đá cũng trở nên mềm nhão, đề phòng có khả năng xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp, các khu vực ven sông. Dự kiến từ ngày 19, nắng đan xen sẽ ảnh hưởng trở lại đến khu vực này. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, trạng thái dịu mát vẫn duy trì đến hết ngày 18, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 32 cho đến 33 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh trở lại, lên mức 33 đến 34 độ. Khu vực phía Nam, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trạng thái mưa dông rải rác sẽ thường xuyên lặp lại đến hết ngày 18. Thời gian có mưa to thường diễn ra về chiều, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 31 đến 32 độ. Từ nay cho đến ngày 18 và những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 33 đến 34 độ. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng từ 2 đến 3 độ lên mức 32 đến 33 độ từ ngày 17 đến ngày 18. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ khoảng 1 độ một ngày, trạng thái mưa về chiều tối và đêm, vùng mưa sẽ diễn ra cục bộ, ảnh hưởng trong ngày 17. Những ngày sau đó thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Đối với khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên, nhiệt độ ban ngày vẫn ổn định ở mức cao từ 33 cho đến 34 độ, từ nay đến ngày 19. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức 36 đến 37 độ. Mưa về chiều tối vẫn thường xuyên lặp lại, ít nhất là đến ngày 19. Buổi sáng trời nhiều mây và có nắng đan xen. Nắng nóng về trưa và chiều sẽ diễn ra ở nhiều nơi, khu vực Khánh Hòa, khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ 1 độ mỗi ngày và có khả năng tăng mạnh lên mức 33 đến 34 độ. Từ ngày 17 đến ngày 18, những ngày sau đó thì nhiệt độ có khả năng giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Mưa rào rải rác về chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Cao điểm về mưa sẽ diễn ra đến hết ngày 17. Chuyển sang đến thời tiết của khu vực Tây Nguyên, khu vực Gia Lai và Kon Tum, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 27 đến 29 độ từ ngày 17 đến ngày 19. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Do ảnh hưởng bởi sức hút của áp thấp ở trên khu vực Biển Đông kết hợp với gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, trạng thái mưa vừa mưa to sẽ còn liên tục diễn ra từ nay đến hết ngày 20 và những ngày sau đó thì mưa sẽ có khả năng giảm dần. Lưu ý đề phòng có khả năng xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp, khu vực ven sông, suối. Đối với các khu vực của Nam Tây Nguyên thì nhiệt độ có phần nhỉnh hơn, ban ngày dao động ở mức từ 28 đến 29 độ, từ ngày 17 đến ngày 19 và những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ 1 đến 2 độ. Mưa về chiều tối sẽ thường xuyên lặp lại, trong đó cao điểm về mưa sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 19 và ngày 20. Đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh về trưa và chiều. Xuống đến thời tiết của khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, buổi sáng trời nhiều mây và có nắng đan xen, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa to lần này sẽ duy trì ít nhất là đến hết ngày 20. Những ngày sau đó thì mưa có xu hướng giảm dần, tuy nhiên thì mưa sẽ vẫn duy trì trong nhiều ngày sau đó. Khu vực Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ và An Giang, Đồng Tháp, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ, ban ngày ở mức từ 21 đến 32 độ. Từ ngày 17 đến ngày 18, những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ.
Trạng thái mưa rào rải rác trong ngày sẽ thường xuyên lặp lại, do có mưa to thường diễn ra về trưa và chiều. Khu vực Cà Mau, khu vực Kiên Giang, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 31 đến 32 độ trong ngày 17. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng nhẹ 1 đến 2 độ. Do ảnh hưởng bởi gió Tây Nam kết hợp với vùng hội tụ, trạng thái mưa vừa mưa to sẽ liên tục diễn ra từ nay đến hết ngày 19. Những ngày sau đó thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu, khu vực Đồng Nai, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 30 cho đến 31 độ trong ngày 17. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Ảnh hưởng bởi gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, trạng thái mưa vừa mưa to về trưa và chiều sẽ liên tục diễn ra từ nay đến ngày 20. Những ngày sau đó thì mưa sẽ có xu hướng giảm.